Xin chào mọi người. Hôm nay lại tiếp tục livestream. Chắc là chưa có thông báo cho nên là chưa có người nào vào xem livestream. Hôm nay mình sẽ livestream và chia sẻ cho mọi người một số cái cách mà đơn giản nhất để mà mình có thể là tự cải tạo cái vận xui của mình, cũng như là kích hoạt cái sự may mắn ở trong bản thân mình. Trong cuộc đời thì ai cũng có, dĩ nhiên là sẽ phải gặp đôi lần gặp chuyện xui rủi, cũng như là thiếu sự may mắn. Mình làm cái gì và làm như thế nào để kích hoạt cái sự may mắn và giải bớt cái chuyện xui rủi của mình. Xin chào mọi người, chào Tạ Đức Hùng. Hello Tông Nguyên. Chào mọi người nha. Để mình vô cái này mình sẽ thấy được là mọi người đang đang chào mình. Hôm nay là một ngày cuối tuần. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, nhiều niềm vui bên những người thân và có một cái cuối tuần thư giãn thật sự là hiệu quả để lấy lại tinh thần cho một cái tuần mới mà chiến đấu. Một trong những cái có thể là tuần thứ hai của cái năm tuần thứ hai của tháng 7 âm lịch, một cái tháng tiềm ẩn rất là nhiều thứ khó khăn cả trong công việc lẫn mọi thứ, không giống như là mình thấy bão lũ thì tùm lum đó. Dạ chào Hiệp Trần, chào Trịnh Thanh Thúy, chào Trần Thị Thùy Trang. Cảm ơn nha. Mới sáng có người khen đẹp là thấy khoái rồi đó. Thấy này chắc là may mắn nè. Dạ, cảm ơn anh Tạ Đức Hùng. Chào Victor Quinn. Victor L Quinn. Dạ hello Ngọc Nguyên. Hôm nay thì mình sẽ vẫn trả lời về tử vi phong thủy cho mọi người, cho nên là mọi người có thể hỏi mình. Mình chào đông rồi mình sẽ chia sẻ cái cách mà để mà mọi người kích hoạt tài vận cũng như là giảm bớt cái xui rủi. Chào Hương Trường, chào Thủy Lê, chào Châu Ngô, chào Thế Nguyên, chào trai miền Tây nha. Kêu anh được rồi, đừng có kêu chú, già lắm, tội nghiệp. Dạ chào Hoàng Anh Mai, Mai Hoàng Anh. Chào Châu Văn. Nói chung là chào tất cả mọi người. Thật sự mà nói, mà nếu mà chào từng người thì sẽ rất là tốn thời gian ha. Cảm ơn Hiệp Trần. Mình thì cũng ok, không đến nỗi nào. Chào Hà Duyên Hoàng, chào Linh Nguyễn. Ok, lát nữa mình chỉ cho. Sắp tới mình sẽ chia sẻ cho mọi người biết là tại sao là mọi người nhìn mình ở năm 2016 cho đến nay là 2019 thì mỗi năm mình trẻ ra và mình tươi tắn hơn, khỏe khoắn hơn ha, mặt bớt mụn hơn ha. Mình sẽ chia sẻ với mọi người. Hai quyển này hả em? Ok, nếu mà được thì em nhắn cho anh cái địa chỉ đi. Anh sẽ gửi bằng đường Viettel nó cầm xuống cho em, khỏi lo nha. Nó cầm đến nhà, tặng nhà luôn cho em. Em inbox địa chỉ cho anh ở Facebook hoặc Zalo, hoặc thậm chí là nhắn tin qua điện thoại của anh ở cái số 0964905730 á. Cảm ơn chào bạn. Dạ chị Kim Ly. thật sự mà như vậy. Thứ nhất là cái sự phúc hậu nói chung là mặt em thay đổi là có một phần hay là do cái việc em biết cách vận dụng cái việc bố thí ha, làm việc thiện nhiều thì người ta gọi là tướng tại tâm sanh. Còn dĩ nhiên là em vẫn có một cái bí quyết khác nữa để duy trì cái bản thân mình, tại vì như mọi người biết thì sinh lão bệnh tử thì nó chi phối trên tất cả chứ không phải riêng một ai, ai rồi cũng sẽ chết, đúng không? Nhưng dĩ nhiên là mình phải coi cái chết nào nó như ra sao, thà nằm xuống cái chết chứ để mà nằm mà đau đớn ung thư rồi bệnh hoạn sức khỏe suy giảm thì đó là một cái điều mà mình không có chấp nhận. Người Việt Nam mình thì kỳ lắm, không bao giờ mà gọi là cái gì, không bao giờ phòng bệnh, chỉ đi chữa bệnh thôi. Người Việt Nam mình rất đặc biệt chỗ đó. Còn em thì em phòng bệnh, nói chung là em sợ chết cho nên là em luôn ấy. Ví dụ như người ta nói là người ta khuyến cáo các chuyên gia y tế cũng như trong nước như thế giới khuyến cáo là một ngày là tối thiểu một người phải uống được 2 lít nước, nhưng mà có mấy người là có thể mà một ngày uống được 2 lít nước đâu, đúng không? Cái đó là tối thiểu nha. Tại vì cái cơ thể của chúng ta phần lớn là nước, 78% cơ thể của mình là nước, cho nên là cần nhiều nước để thanh lọc cơ thể. Với cái gọi là thực phẩm hiện tại đầy chất bảo quản, đầy chất tăng trưởng rồi thuốc này thuốc kia, thì cái chuyện có nhiều nước để mình nó đào thải bớt cái độc tố ở trong người mình ra cũng đó là một cách. Cho nên đó là có ai chịu uống nước nhiều đâu, như em một ngày muốn 2,5 lít 3 lít nước, đi đâu em cũng có chai nước, dù là nước của em cũng có cúng Phật, nước của em không phải nước không, nhưng mà đều cũng cái trước hết là nước đã, rồi còn cái chất lượng nước tính sao, đúng không? Dạ mình thì cũng nói luôn là mình là con ngựa mệnh hỏa. Canh Thân thì tháng này cẩn thận nha. Đó, Đặng Thị Yến lười. Chào Nguyễn Đình Huy. Dạ đúng rồi, tuổi Quý Sửu thì năm nay rất là xui, mình đã nói từ đầu năm rồi. Thật sự mà nói như là mọi người biết sao, mình phải chủ động giữ lấy sức khỏe của mình. Mình có nói thật sự như là có lao đi kiếm bao nhiêu tiền đi nữa mà sức khỏe mình không chủ động thì có kiếm được nhiều tiền thì cũng có sức đâu mà hưởng, đúng không? Đừng có nghĩ rằng là tôi kiếm được tiền rồi tôi sẽ chăm lo cho sức khỏe, tới hồi kiếm được tiền sức khỏe xuống rồi thì bấy nhiêu tiền cũng không mua lại được, đúng không? Lúc mà mình bệnh mình nằm một chỗ thì có cầm 100 tỷ cũng vậy thôi cũng hết thôi nói thật vậy là mình có, trước đây mình có đi chụp hình cho một cái, ngày xưa mình còn đi làm mình chụp hình, mình đi phụ ba mình chụp hình cho một cái đám tang, thì mình nhớ là một đám tang của một đại gia bất động sản ở ngoài Hà Nội thì cái lúc mà đã ma đó là họ dám mời 150 vị, phải là đạt vị thượng tọa tới hòa thượng, tức là có chức sắc đi ra đến ngoài đó để đi đưa đám, cái đám ma cực kỳ lớn kinh khủng. Biết rằng là người vợ với hai đứa con, vợ trẻ đẹp, hai đứa con, từ người đó chết khoảng mới 40 mấy tuổi thôi, 41, 42 tuổi gì đó, cũng chạc tuổi anh bây giờ. Thì mà thật sự là nói là người ta nói là lúc bệnh á, người ta đem qua Nhật, mỗi ngày nằm ở bệnh viện của Nhật cách đây là gần chục năm rồi, mà tốn 250 triệu cho một ngày nằm thôi để duy trì sự sống Nếu mà những ngày mà phải vào hồi sức tích cực là phải tốn như vậy đó, nằm 3 năm trời cũng còn cái bộ xương rồi cũng chết, thấy không? Tiền mà nói thiệt, nếu mà nói đem đốt thì chắc là thiêu ổng dư sức mà rồi cuối cùng cũng có cứu được đâu, đúng không? Nằm nó mãi mấy năm cũng đau đớn rồi cũng chết. Cho nên đó là cái quý nhất của bản thân con người mà đến hiện tại thì phải nói là sức khỏe. Có sức khỏe là có tất cả, đúng không? Chứ mà bây giờ không có sức khỏe thì bây giờ làm có nhiều tiền, làm cố làm cho cố vô, đúng không? Cái không có sức khỏe nằm xuống đó nó vui với mẹ vợ đẹp, con ngoan, nhà lầu, mẹ thằng khác nó vô nó hưởng mẹ nó. Anh Phương Nguyễn nè, anh đã nói từ đầu năm rồi, tại vì Quý Hợi của tụi em là cứng đầu lắm, không chịu xem video của anh, đúng không? Thì vì năm nay là anh làm, anh nói là Quý Hợi là tốn rất là nhiều thứ, giữ được mạng thôi là tốt, nhưng mà Quý Hợi không có thấy. Thường là mấy năm như là Nhâm Tuất, Tân Dậu thì mọi người xem rất là nhiều, tới vài trăm ngàn, cả triệu lượt xem. Còn năm nay thì Quý Hợi cái clip mà anh làm hình như có mấy chục người xem mà, mấy chục ngàn người xem mà, cho nên là năm nay tụi em gặp chuyện xui, tại tụi em không chịu nghe thôi, đúng không? Tới giờ phút này xong rồi la làng thì đâu được. Dạ chào chị Trần Kiều Phụng. Hai vợ chồng năm nay thì thôi, vẫn chưa đâu em. Năm trước thì chồng em bị nặng, năm nay em bị nặng, cho nên là một trong hai năm sẽ rất là khó khăn ha. Để ý tháng Ất Hợi, tháng 10 nha, hai vợ chồng gây dữ lắm á, coi chừng gãy á nha. Cái này còn phải tùy vào con nữa đó. Chồng Nhâm Tuất, vợ Quý Hợi nè. Anh Long Trần nè, người Kỷ Dậu này á, nếu như mà tốt thì năm, tính ra là nếu mà tốt á, thì để vào năm 51 tuổi á, tức là năm mà năm Sửu á, năm 2021 á, mua thì rất là ok ạ. Chồng Giáp Dần, vợ Bính Thìn. Ôi chú cha Giáp Dần này ông dữ lắm mà, Bính Thìn này cũng không hiền. Hai vợ chồng này thì trừ khi sinh con hợp, chứ không sinh con hợp hai chồng này gãy suốt. Dạ xin chào Nhung Nguyễn. Sắp tới mình sẽ chia sẻ với mọi người, và thậm chí là mình sẽ giúp mọi người, chắc là ở khu vực của mình trước. Thì nếu như mà mọi người ai mà có muốn ấy thì cứ tới hàng ngày mình ở đây mình sẽ trong một loại nước ha, mình có trì chú, có ấy đàng hoàng, mình sẽ chứng minh cho mọi người thấy cái năng lực của cái việc cái tâm của mình. Hồi đó mình có, hồi ngày xưa mình gọi là có đọc một cái bài nghiên cứu của một cái tác giả đăng ở trên tạp chí khoa học của Mỹ, thì họ nói rằng là do cơ thể của mình cấu tạo là coi như là 78% là nước, cho nên là nước nó sẽ tạo ra những cái bệnh, những cái thì mọi người nói là cái họ mới lấy một cái hồ nước, họ lấy một cái tô, họ lấy một cái nước ở trong một cái hồ, họ đem lên, họ mở nhạc Beethoven cho nghe, họ nói là họ yêu thương nước đồ này kia, thì sau đó họ đem cái nước đó, họ đem vào, họ đóng băng, thì nó ra những cái bông tuyết rất là đẹp. Xong đồng thời như vậy họ cũng lấy một cái tô nước ở chỗ đó lên, họ mở nó nghe nhạc rock, rồi chửi nó là nước là một xấu lắm, rồi gây ra tai họa, chết người đồ này kia, chửi quá trời luôn. Sau đó họ đem một cái nước đó, họ đem vào, họ đóng băng, thì cái bông tuyết nó ra nó chỉ gai giống như mà cái trái mà ép mà của mọi người thấy hay vẽ ở các cái bản quảng cáo, ép là căn bệnh thế kỷ gì đó đó. Thì mọi người thấy không, nếu như mà bản thân mình luôn luôn là người tức giận, luôn luôn chịu những cái áp lực sống ở trong cái môi trường hoặc là mình tức giận nhiều thì những cái tinh thể nước, tức là máu của mình hay là gì, nó cũng nổi gai gì thế. Mà cái người đi 1.000 cái tế bào của mình á là nó cả bằng một cái dòng trái đất, đúng không? Nếu mà tế bào của mình là được xếp ra, của một con người xếp ra thì nó bằng một cái dòng trái đất, nó nhiều như vậy đó, thì nó cứ lòi ra 3 cái gai đó thì hỏi làm sao không bệnh hoạn được, đúng không? Thì chắc chắn là sẽ bệnh hoạn. Mình không nói vui chứ mình không biết như thế nào chứ mình sẽ làm một cái số cái, nói chung là mình ngoài cái việc mà giúp mọi người cải tạo cái sự may mắn ra thì mình thấy rằng là may mắn thôi chưa đủ, đúng không? Phải có sức khỏe để hưởng cái may mắn, phải có sức khỏe thì mới kiếm được tiền, đúng không? Dạ chào Diệu Trần ạ. Dạ chào Nhung Nguyễn. Cẩm Trúc, con qua tháng 8 hay làm nha Cẩm Trúc, đừng có làm trong tháng 7. Tháng này tháng Dần với Thân là lục xung đó, làm không có được đâu con, qua tháng 8 mới làm con. Dạ cảm ơn anh, cảm ơn Mỹ Nguyễn ạ. Mình không có pin hay bói đâu ạ. Mình nói là tử vi là một môn khoa học loại trừ. Họ sẽ loại trừ lần những cái ấy và thống kê lại, sau đó viết thành sách để mà mọi người chia sẻ với nhau. Dạ Giáp Dần thì năm nay kế đô cho nên là tài chánh không có được ngon lắm ạ. Mình đã nói từ hồi đầu năm ha, những người tháng 8 thì con mở vào ngày mùng 4 tháng 8 cũng được con. Mùng 4 tháng 8 là con bắt đầu con làm là được rồi con. Mùng 2 hoặc mùng 4 tháng 8 âm lịch nha. Mình đã nói năm nay những người tuổi Hợi sẽ là những người bị thái tuế xung chiếu, có người bị trực thái tuế, có người bên trái, có người bên phải. Những người mà bên trực thái tuế thì gồm có Quý Hợi, Ất Hợi, đó là những người, còn bên phải là Tân Hợi. Tại sao mà nói là Quý Hợi nặng? Tại vì là năm nay là Kỷ Tỵ, Tỵ Hợi, Dần Thân Tỵ Hợi. Tỵ Hợi là lục xung, Kỷ thì khắc Quý, cho nên là công việc làm ăn gia đạo cũng không tốt đẹp. Đặc biệt năm nay là năm Mộc, là thủy sinh Mộc rồi, lại là năm Thổ Vượng, cho nên người mệnh thủy, những người mà sinh không thuận sinh, lạng quạng giữ được cái mạng đã mừng. Đó là Quý Hợi. Ất Hợi thì tốt hơn, không ảnh hưởng bổn mạng nhưng mà gặp khó khăn trong công việc. Tuy nhiên là Ất Hợi là gặp khó khăn thôi nhưng vẫn giải đi quyết được, còn Quý Hợi thì thôi rồi luôn. Các bạn Quý Hợi mà tới giờ này thì đã tự hiểu rồi ha. Rồi mọi người cũng đông rồi, mình sẽ chia sẻ với mọi người một vài cách để mà gọi là giải bớt cái hạn xu của mình, hiểu không? Thứ nhất đó là đối với mình đó là một người Phật giáo, mình cũng kể luôn rồi nè, mình là một người là có thể nói là những ngày đầu tiên mình biết về một cái tôn giáo, đó là mình là được một người vị cha ở gần nhà đem vào nhà thờ nuôi cũng được cả năm á. Tại vì những cái mình cũng đã nói ở những cái video trước, cái là những cái nốt đàn đầu tiên mình đánh trên cây piano chính là nhờ cái vị cha đó dạy cho mình. Rồi sau đó thì mình được đi tu, cho nên là với mình là tôn giáo không có ảnh hưởng nhiều. đến cái việc tử vi phong thủy. Đúng rồi em, thứ nhất đó là cho nên đó là với mình đó là mình không phải là mình đi làm từ thiện phải ở chùa mình mới làm, thậm chí nhà thờ nếu như mà thật sự ở chỗ đó vị cha vị thầy ở đó cảm thấy là cần mình đến từ thiện thì mình cứ nói mình sẽ làm một cái trung gian. Ngoài ra là dĩ nhiên là phải có tiền của mình nữa để mình bỏ ra, ví dụ giống như là cái việc mà mình chuẩn bị đi từ thiện đây thì mình phải bỏ ra là bao nhiêu tiền để mình đi. Dạ mình nghe điện thoại cái alo. Đúng rồi ạ. Mình ở ngay chỗ Gò Vấp không? Rồi ok rồi, cảm ơn. Cảm ơn Thúy Nguyễn. Tại vì là mình trả lại câu chuyện hay là mình nói, cho nên là mình có thể nhiều người nói rằng là mình đi từ thiện nhiều cho nên là cái mặt của mình mỗi ngày nó mỗi khác hơn, thì cái đó mình gọi là tướng đại tâm xanh mà, mình cứ thoải mái đúng không? Mình có trong một cái livestream trước mình có nói rằng là trên đời này gái không có dụ được tiền mình, tại vì thực sự ra là nói mình không có tiền để dụ, chứ mẹ mình cũng là con người, mình cũng đàn ông, thấy gái đẹp cũng mê thấy mẹ luôn đúng không? Lỡ con nào đẹp đẹp nó dụ cũng phải chịu thôi, nó đưa vô thế cũng phải chung thôi. Nhưng mà rất may cái là mình không có tiền, tại vì giống như mình đi giúp phong thủy cho mọi người đưa bao nhiêu mình lấy bao nhiêu đúng không? Nhiều thì mình để dành đó, mình đi làm từ thiện. Còn thậm chí là mình mua đồ thiếu để mình đi làm từ thiện, nên có nhiều tiền về mình trả hết thì mình đâu có giữ đồng nào đâu, cho nên là gái cũng có ăn được mình đồng nào hết á. Đúng không? Cho nên là chẳng qua là không có tiền thôi, chứ mẹ có tiền gái nó cũng dụ dư sức, đời nó khổ vậy đó. Dạ Ất Tỵ thì năm nay tới giờ này thì anh cũng tự hiểu rồi, chứ xấu không chứ có tốt gì đâu. Anh không nghĩ mình định thành ai hết á, mình chỉ cảm thấy rằng là mình may mắn hơn họ, mình chia sẻ cho họ thôi, còn mình trả thành Phật hay là trả thành ai hết. Thì bởi vậy cho nên là anh rất không thích người khác kêu anh bằng thầy, chẳng qua là tại vì anh còn thích tình nhục dục đúng không? Anh cũng là một con người bình thường, anh như mọi người thôi, anh không muốn là thầy chính vậy đó. Thầy mà ra đường nhìn gái người ta nói chết đúng không? Mình làm thằng thôi, ra đường mới nhìn gái được. Nhung Nguyễn muốn hỏi cái gì anh thì hỏi đi em. Cuộc đời là có nhiều người thích làm thầy, thích làm một cái bậc cao nhân, còn mình thì không, mình chỉ làm một cái người thấp nhân thôi, bởi vì mình không có được cao. Chào Gia Vũ. Thôi bây giờ trở lại vấn đề chính là mình chỉ cho mọi người cái cách đó là cải tạo cái vận mệnh của mọi người. Thật sự mà nói như vậy nè, mà có rất là nhiều cách. Tạ Đức Hưng, anh chia sẻ cái này xong anh sẽ trả lời nha Tạ Đức Hưng, cho anh 10 phút. Mình chia sẻ với mọi người một số cách đơn giản nhất để mà tự cải tạo bản thân. Từ thật sự ra mà nói là có nhiều người nói như là cúng giải oan cái hạn gì đó, đó cũng là một cách, chứ không phải đó là không phải cách. Tuy nhiên đó là mình tin vào bao nhiêu và tùy tâm cái của mình, chứ không nhất thiết là phải anh muốn cúng xui giải hạn phải bỏ ra cả 100 triệu, 500 triệu hay là 1 tỷ hay là 1 triệu. Thật sự mà nói nè, tôi nghèo tôi có cái trái cây tôi cũng cúng được Phật, đúng không? Ông Phật ổng ngồi đó, hình tượng của Đức Phật, hình tượng của ngồi đó đâu có đòi hỏi, đòi hỏi là những cái người bày vẽ, chứ còn đủ mâm đủ lễ, đúng không? Thì mình không có cho đó cúng. Ok, gặp vận xui thì mình có một cái đức tin, mình có một cái tâm linh, mình vào mình có cái tôn giáo, mình vào mình sám hối, con khổ quá, cầu xin Phật bà hay Phật ông hay là Bồ Tát Phổ Hiền hay Văn Thù hay là Di Lạc gì đó phù hộ độ trì cho con. Là để ấy giàu. Hello em, khỏe không? Qua hết tháng 8, qua hết tháng 7 thì anh ghé em. Tại vì dướng vô tháng 7 anh chưa ghé em á. Anh chưa ghé giàu á. Rồi á, thứ hai nữa đó là một cách ha, đó là cúng, đi chùa lễ Phật cầu an. Vô cầu an, ông cái người ghi sổ cầu an người ta không kêu phải 500 ngàn mới cầu an được, không? Tôi vô có 20 ngàn, tại vì tôi đang nghèo quá, thấy không? Phật ổng biết, trời ổng biết, mình có cái tâm, thật sự ra cúng đó vô tiền nhang tiền đèn thôi. Rồi ok, rồi cách thứ hai đó là bố thí, đúng không? Giúp đỡ người nghèo khó hơn mình. Đôi khi nó thật sự ra mà nói nó vui chứ, mẹ mình nghèo thấy mẹ luôn, nhưng nó như anh nghèo thấy bà luôn, nhưng mà cứ khoái đi giúp thiên hạ, đúng không? Tự nhiên đi giúp thiên hạ về thì khỏi người mình Phật trời gia hộ, sức khỏe mình nó tốt hơn, khỏi tốn tiền uống thuốc, đúng không? Khỏi tốn tiền đi bệnh viện, bù qua xét lại thôi. Còn cái ki bo cắt đồ kia lo lắng rồi sợ tiền bạc đồ đâu bao tử, đúng không? Nó sinh mà khi mà tâm trí mình không ổn, bao tử mình sẽ có mấy đau bao tử, gan nhiễm mỡ rồi này kia. Tiền thay vì đi bố thí, tiền đi mua thuốc, bù lại bờ như nhau. Còn như anh ha, khỏe ru không có gì hết á, ấy một chút về trì chú nước rồi xong ha, cúng Phật xong rồi uống khỏe ru. Đó, số điện thoại của anh là 0964 90 5730. Anh đọc lại ha, 0964 90 5730, đó là số điện thoại của anh. Nè, thí dụ như tháng 7 đi, những người mà theo Phật giáo hoặc là đa phần những người Việt Nam, dù rằng là người đó có là người Phật giáo hay là người Thiên Chúa giáo, thì tháng 7 người ta cũng kiêng kỵ nhiều điều. Tại vì tháng 7 quen trong thần thức của người Việt Nam, trong cái lịch sử của người Việt Nam là tháng cô hồn, tháng cúng xá tội vong nhân, tháng Vu Lan báo hiếu, gì đó, có liên quan với cái việc mà có ai mới gọi cho mình. Alo, alo, sao mà trả lời? Cho nên là nếu như mà mình gặp vận xui tháng này nè, đi chùa nhiều một chút, đúng không? Tâm mình nó thanh thản, cũng ấy, làm từ thiện như anh ba này, không? Hãy cứ năm nào anh ba để ý rằng là trong tháng 7 anh ba cũng bị hao tiền. Trong tháng 7 là anh ba đều bị hao tiền hết. Và thế là 3-4 năm gần đây, cái tháng 7 nào anh ba cũng tổ chức đi làm từ thiện, lấy tiền đem ra làm hết từ thiện, cứ gom được đầu năm tới giữa năm được bao nhiêu tiền ra làm từ thiện. là thấy đường nào cũng tốn tiền mà. Mình thấy để cái tháng 7 là mình tốn tiền, đường nào cũng tốn tiền rồi, tháng đó mình làm từ thiện cũng tốn tiền rồi, là nó hết tốn, đúng không? Chứ không có thì mấy năm trước á, thì cũng gặp chuyện này gặp chuyện kia, có nhiều năm mà tức quá, tự kiểm chứng bản thân mình á, tức quá không làm gì hết, ở nhà từ đầu tháng cho tới giữa tháng, mà cuối cùng cũng nhập viện, cũng tốn tiền. Đó là thôi, nó không, năm nào cũng tốn tiền, thôi lấy tiền đó làm từ thiện để cho nó tốn cho nó có ít một chút xíu. Đối với anh thì tháng 7 không phải là một cái tháng quá kiêng kỵ, cho nên là mua rồi thì ok, không ảnh hưởng gì đâu. Cảm ơn Đặng Thiện. Ví dụ như là cái buổi mà anh sẽ đi làm từ thiện sắp tới, đúng không? Mọi người nói trời anh em xui quá, anh chị em cách làm từ thiện đi, cũng thí dụ như không có tiền thì cũng 10 kg gạo, đúng không? Chia sẻ cái lòng từ thiện của mình ra, thì cái việc thiện nó tích cho mình phước đức, và nó kích hoạt cái, nó làm cho cái chuyện xui rủi nó giảm bớt đi, và thí dụ như nếu mình không may mắn thì nó được tăng cao lên. Đó. Không có cái việc mà cúng có thể thay đổi hoàn toàn cái việc xui rủi hoặc là may mắn đâu. Chỉ có là bản thân mình phải biết tự cải tạo thôi. Kỷ Tỵ, vợ Đinh Sửu, Phó Nguyễn. Này cho anh ngày tháng thì anh mới biết được nha Phó Nguyễn. Hai đứa có con chưa? Một đứa Thủy, một đứa Mộc nè. Rồi anh Tạ Đức Hùng, Đức Hùng gì nè, muốn hỏi gì hỏi giùm em đi, em trả lời cho. Thấy Thúy Nguyễn hỏi gì hỏi đi em, nãy giờ em vô đầu tiên á. Mình thấy nha anh Tạ Đức Hưng, anh muốn hỏi gì hỏi đi ạ. Thí nghiệm với Tạ Đức Hưng hỏi đi, mình sẽ ưu tiên trả lời cho. Như là hiện tại mà năm nay á, là mới đầu á, là mình chỉ phát tâm, tự tâm của mình sẽ cúng, sẽ cùng với lại thầy trụ trì Quang Thành tổ chức phát quà từ thiện ở cái chùa của thầy ở thôn Dân Phú 2 ở ngoài thị xã Sông Cầu, của xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên á, là mình chỉ cho một tấn gạo với lại 100 thùng mì thôi. Nhưng mà thầy nói ở đây nhiều người khổ quá, thế là lần mình phải nhích lên con số, và mình thấy mình nhích không nổi, cái mình kêu gọi mọi người. Thì rất may là mới 2-3 ngày kêu gọi thì mình đã nhận được khá. Tới hôm qua là mình tổng kết là mình đã nhận được 300 thùng mì. Số tiền có thể quy đổi là 300 thùng mì cộng với một tấn gạo của mình là 1 tấn 300 thùng mì. Mình đang cố gắng vận động thêm là mọi người để mà có thể là cho mình giúp ủng hộ thêm 2 tấn gạo nữa. Alo. Dạ, con đang livestream mà. Dạ thì đúng rồi ạ. Dạ. Dạ không biết chút chút à, chút xíu à. À dạ. 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 Dạ nếu mà con á thì thật sự ra mà nói như này là con không có thường xuyên chấm tử vi, nhưng mà mọi người hỏi con về tử vi thì con luận con trả lời giúp cho được, chứ một chấm một lá số tốn cả 2-3 ngày mà chỉ có giúp được một người, thường thì cái người đó cũng không ứng dụng được cái lá số tử vi. Cho nên là thí dụ giống như là hỏi con về việc gì thì con sẽ trả lời dựa trên tử vi. Thí dụ giống như là 2 tuổi hai vợ chồng có hợp không? Thí dụ như là không hợp thì sinh con năm nào sẽ cải tạo được, này kia thì con sẽ chỉ giúp được ạ. Dạ người Nhâm Dần thì mệnh Kim ạ. Người 1962 là tuổi Nhâm Dần ạ. Chồng 82, vợ 85, sinh con 2 đến năm 24. Tạ Đức Hưng. Chồng thì Ất, vợ Sửu, sinh con Mão 205 Mùi. Dậu, sinh con Dậu, Dậu Giáp Thân, Dậu Thân. Alo. Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi em ơi. Vậy thì 2 giờ sẽ gọi điện giùm anh, chứ còn bây giờ livestream em gọi điện sao anh trả lời được em. Vậy nha. Thì bây giờ tuổi gì mà xấu? Em tuổi gì? Mậu Ngọ hả? Mậu Ngọ Nhâm, Mậu Khắc Nhâm. Tháng này công việc khó khăn. Ồn quá. Tháng này thì công việc nó tương đối khó khăn một tí xíu, do chữ Mậu nó khác chữ Nhâm á, cho nên là công việc khó khăn một chút xíu, nhưng mà Mậu Ngọ thì bắt đầu sau cái ngày trăng tròn là đỡ em. Anh nói mà anh cũng Mậu Ngọ mà, cho nên là tháng này anh cũng te tua, thường tháng này anh hay đi làm từ thiện lắm. Bà xã tuổi gì? Ôi trời. Rồi thôi để chiều gọi lại anh đi, anh nói cho ha, chứ lần này hơi dài ạ. Được mấy đứa rồi? Rồi ok. Một cháu tuổi gì vậy? Đinh 2017 hả? Đinh Dậu hả? Đinh Hợi hả? Đinh Hợi thì được chứ, Đinh Dậu là ăn mày luôn á. Được. Rồi có gì để chiều 2 giờ gọi anh ha. Ok. Để đâu rồi? Chạy đã mất tiêu rồi. Sinh Bính Thân, Giáp Thân 214 Thân Dậu. hai vợ chồng của Tạ Đức Hưng là chồng 82 vợ 85, khắc khẩu cũng ghê lắm mà. Nhưng mà đều có một cái nè, em làm nhà nước phải không Tạ Đức Hưng? Nếu như mà mọi người ở nước ngoài mà gửi cho mình thì mình tên thật của mình tên là Lương Quang Trưởng. Mình đọc lại nha, xin đi Trần, mình tên là Lương Quang Trưởng, chữ Quang có rê, chữ Quang có g nha, để mình đánh ở dưới cái ấy cho mọi người thấy luôn, để mọi người có Lương Quang Trưởng. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mình ở chung cư Dream Home Chu, đường 14, ở đường 59 phường 14. Quận Gò Vấp. Thúy Nguyễn, em có thể gọi cho anh ha, nhưng mà nếu mà được thì hàng ngày thứ hai hãy gọi chị, giờ gì chiều nay em sẽ phải đi xin bùa về dán lên xe chạy cho nó lỡ có lố tốc độ thì mấy anh thấy bùa mấy anh cũng thôi cho qua. Đó là địa chỉ của anh ha. Chồng Giáp Dần, vợ số phone của mình là 0964905730, số phone của mình đó. Mọi người là mình rất là cảm ơn mọi người về những cái tấm lòng của mọi người mà hồng phước với mình để mà đi giúp đỡ những cái bà con nghèo ở thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên vào ngày rằm tháng 7 tới. Thật sự là mình rất là vui mừng, vì thật sự nói như sư phụ mình nói á, con một mình con đi làm từ thiện thì phước mình con hưởng à, con phải biết kêu gọi mọi người để mà mọi người cùng có cái sự may mắn ở trong cuộc sống, thật sự mà nói vậy. Mình sẽ có một cái video mình hôm đó mình sẽ quay một cái video mình chia sẻ cho mọi người xem. Đi làm từ thiện vui lắm, tuy là hơi mệt nhưng mà đều có một cái vui lắm, thấy những cái đồng bào nghèo người ta nhận được đồ người ta vui mừng đó. Mình cũng ok lắm, nhưng mà khổ có một cái là mình đi làm từ thiện mình hay giấu mình là anh Ba Tử Vi, nhưng mà cái người mà mời mình làm á họ hay coi như là cái đầu nghe anh Ba Tử Vi cái trời bu mà thấy sợ luôn. Mình thấy thiệt, người nào cũng muốn mời mình về nhà để mà giúp về phong thủy á. Nói thật chứ nếu như mà đúng là mình muốn làm từ thiện ở chỗ nào là mình phải tới đó trước 3 bữa để mình đi. Dạ Thôn Nguyễn thì cuộc sống mà mình cứ tùy duyên đi, thí dụ có duyên mình thấy được cái người nào hỏi mình lấy thì mình trả lời. Có nhiều người hỏi quá trời luôn nhưng mà mình không trả lời được, nhưng mà có người có duyên đó là hỏi mình một lần cái mình nhìn vô mình thấy mình trả lời được liền. Cho nên là cái gì cũng phải tùy duyên. Giống như là cải tạo vận mệnh, thật sự mà nói nha, nếu như ai có duyên mời mình đến nhà để mình chấn chỉnh phong thủy hay mình kiểm tra phong thủy nhà coi nó có hợp không, rồi trong nhà có gì bậy bạ hay không á, thì thật sự mà nói là một điều nè, là mình sẽ làm hết mình của mình bằng tất cả những gì mình hiểu biết về phong thủy để mà cải tạo cho mọi người, để giúp cho mọi người có được cái cuộc sống ấm no tốt đẹp hơn, hợp hơn với bản mệnh của mình. Tuy nhiên còn lại đó là phải có cái duyên của mọi người có thoát ra được hay chưa, chứ không phải là 100% là mình chỉnh cái là nó được liền. Dĩ nhiên là không có ai mà khùng mà đi chỉnh cho xấu đi cả. Tại vì nếu như hãy nhớ một điều nè, nếu không biết mà mình đi giúp một thiên hạ, mình làm tầm bậy là mình mất phước. Cho nên là ai học phong thủy thì cũng muốn giúp cho cái người hữu duyên được tốt đẹp hơn. Tuy nhiên là phải nói như nè, phải nói còn phải có coi ăn ở của cái người được giúp, đúng không? Bây giờ họ làm, họ giúp mà họ cứ không có biết cho đi, họ cứ đòi nhận không, thì làm sao mà nó cải tạo được. Cái gì nó cũng phải có sự nỗ lực của cả đôi bên đó. Trông ngon, ok. Qua cái câu hỏi của một cái bạn gì đó là người Tạ Đức Hồng này, anh nói là vợ chồng em á, thì nếu như mà đúng á, thì chắc là em phải gọi cho anh hoặc là vào Facebook anh tên là Coi Tử Vi á, cho anh ngày tháng năm sinh của cả hai vợ chồng và của mấy đứa con luôn. Chứ còn anh thấy là hai vợ chồng là khắc khẩu dữ ạ. Dù là mới đẻ đứa 24 với hai vợ chồng cũng không có được vui vẻ lắm đâu. Ăn thua là em có giỏi nhịn hay không á. Dạ Long Trần, tuổi Kỷ Dậu là nam hay nữ mạng ạ? Kỷ Dậu nam hay nữ mạng mình mới có thể mình cho biết được ạ. Canh Ngọ với Mậu Thìn thì không có quá tương khắc nhau. Tuy nhiên là hai người này là khắc mệnh, cho nên là đường con cái sẽ khó khăn thông, thường không có nhiều con đâu. Còn nếu có thì chỉ trai không hoặc là gái không thôi. Dạ xin chào ạ. Alo. Anh Ba nè, sao chính một Kỷ Mùi, Kỷ Mùi với Kỷ Tỵ rồi, hai đứa con năm nay Kỷ Tỵ là vào trực Thái Tuế, cho nên là lộn xộn gia đạo. Con vợ bỏ về nhà ngoại rồi phải không? Bỏ đi là nó dắt đứa nào đi? Để hai đứa lại cho em luôn. Đứa tuổi gì nói nghe. Tuổi thôi, nói tuổi thôi, không cần nói ngày. Ừ. 14, 16. Hai đứa gái luôn. Hai đứa con gái. Kỷ Mùi, Kỷ Tỵ. Mày chọc nó cái gì nó mới bỏ đi chứ, Kỷ Mùi thường nó đâu có vậy. Đinh Sửu hả? 97, 79 gì ông nội. Đinh Sửu đinh sửu, đinh đinh đinh, đinh sửu gãy tẩy, sửu tẩy đinh gãy. Hai đứa này còn duyên, yên tâm nha. Nó vòng về giờ. Hai đứa năm nay vài bữa về tới giờ nha. Vậy nha. Tốt em nghe tụng từ bi thủy sám là tốt đó em, nhiều nó sẽ anh không có anh nói là tại vì là bỏ thời gian ra làm tử vi nhiều quá thì cũng không biết chấm tử vi mà mọi người không ứng dụng được thì cũng sao. Thanh Nguyên tin được không ta? Không tin đâu. Vũ Xuân Chính nè, mình phải cho mình ngày tháng mình mới tính được nha, chứ còn mà nói 45 tuổi này nhiều người tính tuổi Tây, nhiều người tính tuổi ta khó lắm, cho mình lắm, mình nói tầm bậy chết à. Cảm ơn Sang mình nhiều, hôm nay phải nói là chính thức mà nói rằng là lên đây mong là có giúp đỡ thêm cho mình và vài trăm gạo nữa cho đủ số để lại một tấn gạo của mình thì cũng còn thiếu chắc vài trăm ký nữa mới đủ 3 tấn, thiếu có 800 mấy chục ký nữa là đủ 3 tấn. Mọi người nếu như ai mà cảm thấy mình đang xui xẻo, muốn làm từ thiện để cải tạo vận mệnh của mình thì cứ mạnh dạn. Mình không có phải là cứ phải từ thiện làm, mọi người cứ phải bỏ ra 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu mới là từ thiện. Từ thiện bằng cái khả năng của mình thôi. Có nhiều người gửi cho mình một phần quà thôi. Tại vì đợt này mình sẽ cho một phần quà là 300.000, gồm một thùng mì, 10 kg gạo, rồi dầu ăn gì đó. Nhưng thì bình thường 200.000, 100.000 cũng được. Có ít thì góp ít, có nhiều góp nhiều, đúng không? Mọi người thấy không? Anh sẽ cho mọi người số tài khoản ha. Tài khoản của anh là ACB Bank, ngân hàng Á Châu á, tài khoản là 178 1978 68, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, tên là Lương Quang Trưởng. Cái đó là cái tài khoản mình chỉ nhận để làm từ thiện thôi, cho nên là tất cả mọi tiền vào đó mình chỉ để làm từ thiện thôi. Còn tài khoản cá nhân của mình, tài khoản mà mua bán đá phong thủy thì nó là một tài khoản khác, cho nên là mọi người đừng có sợ là cái tài khoản đó không phải là của mình. Tại vì mình không có muốn cái việc là lẫn lộn. Nếu như anh chọn thì anh sẽ chọn là Quý Hợi, Mậu hợp Quý ha. Hợi là thủy, Thìn thì mộc, hai người gặp nhau đường con cái sẽ tốt. Đáng đâu rồi. Mọi người biết sao mọi người cho mình nghĩ có cái tên cái năm sinh không, mà liệu mọi người mình coi thì mình không phải thánh phán được. Địa chỉ nhà của anh là chung cư Phú An, quên lộn, chung cư Dream Home 2, để anh ghi lên nha. Chung cư Dream đó, tài khoản của anh là ACB Bank, ngân hàng Á Châu đó, 178 1978 68, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng là sau buổi livestream này mình sẽ đủ tiền mua 800 mấy ký gạo còn lại. Là nếu mà hôm nay mà mình thông báo là mình đủ 3 tấn gạo, chắc là thầy Quang Thành ở chùa gần cái thôn Dân Phú 2 đó sẽ rất là vui mừng. Thì mình cũng thật sự mà nói nha, là mình chưa bao giờ gặp cái vị thầy này cả. Vị thầy này biết mình qua YouTube giống như mọi người, rồi cũng thấy mình hay làm từ thiện và đề nghị với mình là chỗ của thầy đang rất là khó khăn, cần có người làm từ thiện, thế là mình làm thôi. Đúng không? Thì anh nói như nè, anh chia sẻ mọi người, anh hay nói là cho đi rồi sẽ nhận lại. Thì bình thường anh hay cho mọi người hỏi anh thì anh miễn phí hết. Thì bây giờ anh xin lại thôi. Cái này giờ anh đang xin mà. Nếu mà có nói đúng ra thì là anh livestream anh xin mọi người. Nhưng mà không phải xin cho anh nha, anh nói trước. Anh tự làm cho anh sống được. Nhưng mà lại anh xin giùm người nghèo. Anh cũng cho, nhưng mà tại vì thí dụ giống như bây giờ là trong cái đợt này thì anh chỉ hứa anh cho có 100 thùng mì với là 1 tấn gạo thôi. Bởi vì khả năng năm nay của anh nó cũng hạn hẹp. Do là anh cũng như mọi người cũng bị sự chi phối. Tốt em, ăn chay là tốt em. Anh cũng bị sự chi phối của tử vi 2016, 2017, 2018 là 3 năm rất là kinh khủng đối với anh, đúng không? Đặc biệt là 2016 và 2017 là giữa từ sau tháng 7 của năm 2018 tới bây giờ thì gọi là anh làm ăn nó có chút thì anh phải lo, anh đi trả nợ, anh phải lo khắc phục cái hậu quả của những cái năm mà mình cương quá mức. Đúng rồi, nhưng mà thật sự mà nói là tử vi là sẽ cho mình biết lúc nào thăng lúc nào trầm để mình cương nhu trong làm ăn thôi, chứ không phải tử vi là nó sẽ đón hoàn toàn chính xác. Anh nói thật chứ cái ngày mà anh trắng tay anh dở quyển sách tử vi mà ngày xưa anh học ra, anh đọc mà nước mắt anh rơi. Thì nếu như mà anh chịu ứng dụng tử vi sớm thì anh sẽ không bị 3 lần trắng tay. Đúng không? Mà không, anh còn nhỏ, anh ỷ, anh giỏi, anh ỷ, anh tài, anh cứ cố mà anh vượt qua, cãi số. Nhưng mà thật sự cãi không có được, đã là số thì không bao giờ cãi được. Cảm niệm các bạn mới, mình thấy tài khoản mới chắc là bạn Hồ Như Thảo. Mình mới thấy tài khoản của mình mới cộng 1 triệu. Cảm niệm công đức của bạn thay mặt bà con ở thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên. Cảm niệm công đức của bạn ha. Hy vọng rằng là từ giờ tới tối mình đủ bán gạo nữa. Bạn mình nói nè, với anh nếu như anh có dịp thì anh cứ liên hệ với mình và lên đây mình sẽ chia sẻ nhau về phong thủy. Mà để trên xây dựng á, thì mình nghĩ là anh học không cần nhiều lắm đâu, ứng dụng được thì mình nghĩ chừng cỡ 7 ngày. Với một cái người mà có trình độ đại học thì học 7 ngày là mình có thể là anh có thể ứng dụng tốt cái phong thủy vào cái xây dựng. Dạ xin chào Phú Trần. Mỗi ngày nếu như mà gặp mình thì mỗi ngày tốn ly cà phê, mình không lấy phí đâu, anh yên tâm. Kiến thức là của nhân loại chứ không phải là của riêng mình. Thật sự mà nói hiện tại là thiết kế xây dựng là ứng dụng phong thủy rất là tốt cho cái người chủ của mình. Khi mình thiết kế một căn nhà mà gia chủ mình làm ăn phát đạt, ở nó hanh thông, ở nó thoải mái thì tự động uy tín của mình cũng sẽ được nhân lên. Sau nhiều cái mấy năm liên tiếp mình đi xem xét phong thủy, mình chấn chỉnh phong thủy cho nhiều người thì mình cũng đang có ý tưởng rằng mình sẽ mở một cái dịch vụ, đó là mình thiết kế vườn phong thủy và nhà theo phong thủy cho mọi người. Nhưng mà mình sẽ kiếm một đội ngũ thiết kế vẽ được 3D, còn mình thì thiết kế về phần tâm linh cộng với lại cái thiết kế 3D đó mình đưa vào là mình sẽ ứng dụng. Ví dụ như cái nhà nó xấu, có những cái nhà thì thật sự mà nói nè, người thì mệnh mộc, người thì mệnh thổ, mà quất cái không hiểu, quất cái hồn ông bộ chà bá ở đằng trước, thổ nó khắc thủy mà làm như vậy là chết. Còn người mệnh hỏa mà đón gió, người mệnh hỏa thì đón gió mộc, chơi mẹ nó cái hồn ông bộ chắn trước nhà, hỏi sao làm ăn được. Thấy người trong nhà nó cứ bệnh hoài, từ ngày về nhà mới thì em bệnh hoài, tại vì không chịu suy nghĩ. Có những thứ làm được, có những thứ không làm được. Dạ xin chào ạ. Alo. Dạ chị. Dạ địa chỉ của em là chung cư Dream Home. Dream là chữ Dream của giấc mơ đó chị. Alo. Alo. Ồ, cái điện thoại này nó bị gì rồi. Alo. Dạ chị nghe chưa? Dream Home chị. Dream Home giấc. Dạ. Cái điện thoại này nó bị gì rồi. Alo. Rồi biết rồi. Bây giờ chỉ còn một cách thôi, đó là khởi động máy lại. Nói chung là mấy ông nội iPhone này là vậy đó. Ông ra tới cái 10 là cái 7 nó hết muốn xài được rồi. Cập nhật phần mềm đó mấy à. Dạ số điện thoại của mình là 0964 9057 30 nha anh Bùi Quang Thịnh. Em ở Gò Vấp thì lúc nào đó anh em mình giao lưu. Mình nói như là tử vi á, là thật sự mà nói như là mình chỉ biết tốt xấu nó như thế nào thôi, chứ còn mà mình không giúp mọi người cải tạo nó được. Tại vì là mọi người tử vi thì số phận của mọi người chỉ có tự mọi người quyết định được thôi. Tuy nhiên là phong thủy, anh cải tạo cái phong thủy cho số phận của anh là không được, mình làm không được. Mình đó là thí dụ giống như có nhiều người họ về cái nhà đó họ ở cứ gặp trục trặc này trục trặc kia hoài, tuy là nó đúng hướng đúng hết tất cả mọi thứ, tuy nhiên là cái gì là ông bà xưa mình hay nói câu nào đặt cái gì ra là có vấn đề cái đó. Tại sao là đi xem cái gì không, cái gì xem là lửa với lại cái gì đó thì không xem hỏa với cái gì đó mà xem phong thủy, tức là gió và nước. Cái chỗ mà ở là phải có đủ gió ha, đủ sinh khí đi vào và thoát ra. Nước cũng vậy, tại vì là phải có gió thì mới có hỏa, có thủy thì mới có mộc đó. Cho nên là cái gì nó cũng phải liên quan với nhau, hai cái đó nó phải đi có đủ, đi vô được là phải đi ra được. Thiết kế về phong thủy là như vậy, đơn giản mà, đúng không? Chào Trâm Trần. Còn cái chuyện mà cải tạo vận mệnh thì đó là nhanh nhất là từ bản thân mình. Không có thể là thí dụ giống như nói thực tự nói đem đến đây đi cúng cho là để mà có được cái vận mệnh tốt đẹp, không phải, không vậy đâu. Mình phải tự đi làm thì vận mệnh của mình mới thay đổi được. Mình nói thật sự mình cũng lay hoay, nói đúng là lay hoay, tìm nhiều cách để mà cải tạo cái vận mệnh không tốt của mình. Tự vì là mình, như mình đã nói, là mình đã đi tu, mình ăn cơm của chùa, tức là mình vay của bá gia bá tánh, nhưng mà mình không ở trong, tiếp tục ở trong chùa mình tụng kinh để mình hồi hướng công đức cho bá gia bá tánh, mà mình đi ra đời. Cho nên đó là công việc làm ăn của mình luôn gặp những cái điều mà trắc trở không may mắn. Chơi với người tốt bao nhiêu thì người phản bấy nhiêu. Cho nên là bây giờ mình không bao giờ mà mình chơi với ai, mình không bao giờ mình sẽ nghĩ là mình cần cái gì nữa. Alo. Dạ tại cái điện thoại nó làm sao á, em không nghe được. Chị ghi được tới đâu rồi? Dạ thì em chừng nào có tiền mua cái iPhone XS Max thì em mới quăng được, chứ giờ chưa có tiền. Dạ chị ghi được tới đâu rồi? Trưởng. Dạ trưởng, lớp trưởng á. Dạ Lương. Dạ họ Lương. Rồi chữ Quang là có G nha chị, chữ Quang là có G nha, chứ không phải là Quang Đàn Chi Địa đâu đó. Rồi trưởng lớp á, trưởng lớp á chị. Dạ sao chị? Dạ Rồi em có đưa cho nó cái số điện thoại của cái người mà làm bên chi cục an toàn thực phẩm á, kêu nó gọi điện rồi nó nhờ cho nó đi, rồi người ta chỉ cho nó, có gì nếu mà kẹt thì người ta gọi điện người ta nhờ giùm cho. Nó đang bị kẹt cái chỗ giấy tờ đó mà. Dạ. Dạ. Rồi dạ. Dạ em biết. Con cá vậy là ok rồi chị, đúng không? Dạ sao chị? Tháng 7, tháng 7, tháng 8 nó tốt mà. Giáp Thìn tháng 7, tháng 8 tốt. Tháng 8 tốt nhiều lắm mà. Đi Giáp Thìn năm nay được, về đi chơi chị. Nay Giáp hợp kỹ mà có tiền á, có tháng 11 có tiền về. Ổng ất mùi hả? Chữ ất thì năm nay không có được ok cho lắm, nhưng mà đều có một cái là sức khỏe thì không đến nỗi nào đâu, đi được chị. Hai vợ chồng về để chơi, trời ơi, về coi con trai làm ăn nhé. Dạ chị thì chưa phải không? Từ từ chị, từ từ. Cái gì chị biết sao không? Cái gì nó không phải từ từ, cái phép làm ăn thì, hay là cái vật phong thủy nó phải từ từ nó mới được. Ổng thì ổng với em là lục hợp, ổng là tuổi ba em á, ất mùi luôn á, cho nên là lục hợp với em, cho nên là nó nhanh hơn. Nhưng mà ất hợi năm nay là nói nó may mắn là không đúng được, nó chỉ bớt cái xui thôi. nó không gặp chuyện xui thôi, chứ còn nếu mà nó may mắn thì không phải. Thì ất hợi năm nay rất là xui, em chỉ cải tạo cho nó bớt xui thôi. Rồi vậy nha chị nha. Canh Thìn hả chị? Được chị. Canh Thìn 2000 á, được chị. Dạ. Vậy nha. Dạ. Em đang livestream cho nên là em nói chuyện như vậy chị, vậy thôi nha. Dạ dạ ok chị. Dạ dạ rồi em cảm ơn. Dạ dạ dạ. Dạ bà chị. Ôi mấy bà chị ở bên Mỹ. Tức lấy Thìn, sinh con vào tháng 9 âm lịch năm nay. Nhà anh xem giúp. Tức lấy Thìn, tức lấy Canh Thìn và tức Giáp Canh Thìn đẻ Hợi. Bảy độ. Hai vợ chồng chắc khổ hả? Đứa 7 đổ nè, 94 với lại 2000 nè. Hai vợ chồng chắc đang khó khăn. Nghe lời anh ráng đi ha. Mấy năm này hơi cực một chí. Làm sao đẻ một đứa ở trong năm, đẻ một đứa ở trong năm 2022 thì bắt đầu hai đứa mới đỡ được nha. Chồng sanh 2 tháng 1 71 và 1981, khổ quá anh ơi. Hồ Như Thảo chạy lên anh đi em, lên anh coi có hai đứa có không. Hồ Như Thảo em chịu khó anh chạy lên anh đi nha. Sau ngày 21 anh, sau khi anh đi Singapore về, ngày 21 luôn cũng được, sáng 21 anh về tới rồi, trưa 21 em có thể ghé anh được. Sau khi anh đi Singapore về thì em chạy lên anh đi, anh coi hai đứa rồi làm sao, ngày tháng năm sinh anh so cho. Tới giờ ở đây đâu có ngày tháng năm sinh đâu mà trả lời em được. Thì kêu nó chạy lên đây luôn đi anh coi nha. Kiên trì lên đây anh cho uống thuốc uống nước của anh nè. Anh cho uống nước là 3 tháng thôi là về đi là có. Chồng Canh Tức, vợ Nhâm Tý. Canh Tức Nhâm Tý thì năm nay không đến nổi nào đó. Chân nguyên chỉ có năm vừa rồi, và năm nay thì lo anh do lo anh phải giải quyết cái hậu quả của năm vừa rồi, cho nên là anh thấy nó khó khăn, chứ còn thật sự là năm nay còn gì nữa đâu khó. Kim Thanh anh đã nói rồi, anh đã nói những người sinh năm 1983 năm nay giữ được cái mạng là mừng rồi, đừng có mong cầu nhiều quá, đúng không? Năm nay cứ cho nó mất đi, đừng có mất cái mạng thôi, mấy cái đó làm lại được hết á. Quý Hợi của em từ hồi nhỏ tới giờ tuy là ấy vất vả nhưng mà đi làm vẫn có may mắn, đúng không? Nam mạng Quý Hợi thì không được tốt đẹp như là nữ mạng, tuy nhiên là mình vẫn có cái sự quý nhân giúp đỡ, cho nên là năm nay năm xui, kệ mẹ nó mất cái nhà cũng được, mất cái xe cũng được, thậm chí mất con vợ cũng ok. Cuộc đời còn rất là dài phía trước để mình còn có thể làm lại, đừng để mất cái mạng, từ mất cái mạng là thôi xong rồi. Chồng tháng 3 8 chào Tuấn Nguyễn. Ba tháng 2, 3 tháng 12 này âm lịch hay là dương lịch vậy? Xin đi Trần. Trong Ngô em tuổi gì? Dương lịch 3 tháng 12 năm 78. Tháng 12, tháng 10, tháng Hợi. Dạ 19 tháng 11, 18 tháng 2 năm 83. Hai vợ chồng nhờ là sinh mới đầu, em mới sinh tháng Giêng, cho nên là chịu sự chi phối của Nhâm Tuất nhiều. Đẻ con Tân Tỵ 2011 à, 2001 Tân Tỵ ông chạy mất tiêu rồi à, 2011 Tân Mão, Giáp Ngọ, Tân Mão Giáp Ngọ. Đẻ đứa Giáp Ngọ ra thì hơi thiếu may mắn. Giáp Nhâm Mậu. Từ hồi đẻ đứa Giáp ra bây giờ thấy không có ok lắm ha em. Thấy có tam hợp nhưng mà không có ok đúng không? Nó bị ẩn tuổi ông già nó quá. Mai mốt cái này mà nó mà con trai là ông nói nó không có nghe đâu nha. Dạ Nguyễn Thị Ngọc Duyên, cái đó là cái phúc của bạn nha, chứ không phải là do mình không đâu. Có nhiều người đó như cái chị hồi nãy đó, chị mua cho 3 người trong gia đạo mà chỉ có một người có may mắn à. Có cái anh phải nói là có cái chú sinh năm 1955 bằng tuổi ba mình thì may mắn thôi, còn chị thì bớt xui chứ không có ok lắm đúng không? Trai hết hả? Nghe lời anh đó, đưa cái thằng Giáp Ngọ đó, thằng 214 á, cho nó đi làm con nuôi rồi xin về nuôi lại nha. Cho nó cho một người nào đó, hoặc là đem vô chùa á, nhờ thầy hay là cô gì đó đặt cho nó một cái tên thường gọi á, về mai mốt gọi nó cái tên thường gọi đó, còn cái tên trong khai sinh thì cái giữ nguyên, rồi xin nó về nuôi thì nó sẽ bớt khu xung khắc ba nó, chứ không là xung khắc ba nó đấy nha. Còn có nhiều người á, thì bắt có làm bắt con á, thí dụ sung á, thì bắt con kêu mình bằng cậu chú gì đó cũng vậy ha. Châu Ngô em Kỷ Tỵ cho Thân mượn tiền, Thân Tỵ vừa lục xung là vừa lục hợp. Được em, gọi pháp danh cũng được. Thôi cho anh đi, anh cho anh đi, anh nuôi nó cho để xin về nuôi. Anh thì chưa có con, tới giờ phút này thì anh vẫn chưa có con, nhưng mà mai mốt mà nếu mà lỡ anh có gì chắc anh nhiều đứa để tang lắm. Tại vì là mấy đứa nào khó nuôi cứ cho anh, rồi anh nói với vui với cái chuỗi của anh là lúc trước nó đâu có cần phải bỏ con tỳ hưu đâu, nó ấy lên cái đầu phải bẻ ăn cục, nó ăn nó khóc đêm hoài, cái bẻ ăn cục rồi làm sợi dây rồi đeo đi con, rồi cái riết rồi phải nó bị chặt luôn. Chồng Canh Thân, vợ Canh Thìn, có hợp tuổi làm ăn mạng không? Canh Thân là 80, Canh Thìn là 2000, cách nhau 20 tuổi. Bà nội trẻ dữ rồi, lấy vợ trẻ dữ rồi. Nói chung là người ta nói là tam hợp thân tí thìn đúng không? Tuy nhiên hai người thì một kim một mộc. Cho nên là chắc này đẻ là trai không quá. Em cho canh thân nam mạng mượn thì chắc lâu lắm nó mới trả em nha Châu Ngôn. Tuổi mậu thân vợ chồng mẫu tức sau năm nay khổ quá. Dạ chiếc lụ mình phải có được ngày tháng năm sinh thì mình mới dám trả lời câu này ạ. Có những tuổi là cặp và cặp địa chi, thí dụ như là cùng là tuổi Mậu Ngọ cùng tuổi Kỷ Mùi thì mình hôm trước mình có làm cái phong thủy tuổi vợ chồng á, mình có nói là hai tuổi này không nên lấy nhau, tại vì cả hai cùng nóng nảy cho nên là không có ai chịu nhường ai. Gặp hai người Kỷ Mùi thì cứng đầu như nhau. Dạ chào Nguyễn Thị Hậu. Đó cho nên là xung khắc ghê lắm. Tại vì hai con dê mà đều mệnh hỏa, không có con nào chịu nhường con nào hết, cho nên là nó đi sao đúng hết. Chồng thì Quý Hợi, vợ Giáp Tý, hai con là Kỷ Sửu với Tân Mão. Hai đứa con Kỷ Sửu với Mão, Tý với Sửu là lục hợp. Tân Mão Giáp Tý để hai đứa con hợp với chồng, cho nên là dù là năm nay chung bầu nè, để hai đứa con rất là hợp với lại tuổi của chồng. Cho nên là năm nay dù là năm xui của Quý Hợi nhưng mà em thì bị nhẹ nhàng thôi, không thấy gì hết. Tới giờ phút này thì vẫn không có chuyện gì gọi là xui xẻo, là nhờ hai đứa con rất nhiều. Hợp. Dạ chào Cú Đêm, mình không phải thầy nha Cú Đêm, mình chỉ là một cái người bình thường nghiên cứu về phong thủy thôi, chứ không phải là một người thầy. Tóc mình vẫn còn ha, tóc thậm chí còn nhuộm nữa đó. À. Biết xí xọn là không phải thầy. Thấy gái đẹp nhìn đá lông nheo nữa, cho nên là không phải thầy đâu nha. Cứ bình thường thôi, lớn hơn mình thì cứ kêu mình bằng em, nhỏ hơn kêu bằng anh vậy thôi. Trời ơi. Phong thủy là phải đến tới tận nhà em mới xem phong thủy cho em được. Tử vi thì là nó là khác em. Đúng rồi, tháng này Mậu Ngọ không có tốt lắm. Thường tháng 7 người tuổi Ngọ không có tốt. Chứ anh cũng teo téo vậy thôi chứ. Thôi cũng trễ rồi, anh phải 11 giờ rồi, anh phải đi kiếm cái gì bỏ bụng. Cho nên là chắc sẽ dừng buổi chia sẻ tại đây. Rất vui vì dù là một ngày Chủ nhật ngày nghỉ nhưng mà mọi người rất là ủng hộ mình. Thật sự mà nói thì trên tất cả mình cảm thấy rằng là để cải tạo cái vận may của một con người thì nên cho đi, sẽ chắc chắn mình sẽ nhận lại được. Và đợt này mình có tổ chức một cái phương tiện để mà mọi người cho đi đúng nơi đúng chỗ. Đó là một cái buổi phát quà từ thiện ở thôn Dân Phú 2, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên cho bà con nghèo. Mình phát tâm là mình chỉ cho 1 tấn gạo với 100 thùng mì thôi, nhưng mà tại chùa xin thêm 2 tấn gạo với 200 thùng mì thì nó vượt cái cả tổng cộng là 300 thùng mì, 3 tấn gạo, cho nên là mình thiếu thốn. Cho nên là tạo phương tiện cho mọi người cùng thì có thể gửi vật phẩm. Nhưng mà thôi bây giờ gửi tiền tài để mình gửi ra ngoài đó, mình không mua, mình chỉ đến phát thôi. Thì gửi vào số tài khoản ACB Bank 178 197868, chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh, người nhận tên là Lương Quang Trưởng ha. Cái tài khoản này là mình dùng chuyên để làm từ thiện, cho nên là có nhiều người nếu mà đã mua bán với mình bằng đá phong thủy sẽ nói ủa sao cái tài khoản trước nó khác, tài khoản này nó khác ha. Rồi rất vui và hy vọng là sẽ nhận được nhiều phần quà của mọi người để gửi đến người nghèo trong ngày rằm tháng 7. Mình sau khi mình đi về mình sẽ chia sẻ tiếp tục về phần tử vi ở phong thủy và cái cách mà tự mọi người có thể làm phong thủy để cải tạo cái vận mệnh của mình, và đặc biệt là mình sẽ chia sẻ với mọi người cái bí quyết để làm cho mình cảm thấy mình trẻ ra so với mình, ngay chính mình của năm 2016. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người sau nha. Bye bye. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.